là một đô thị nổi tiếng thế giới thành phố ni dựa vào thực lực hùng hậu của nó dễ dàng vượt qua thời kỳ bùng nổ zombie cũng vì thế mà trở thành nơi các thế lực lớn trên toàn thế giới tập trung hợp tác dựa vào đủ loại vũ khí và cơ thể nhân tạo công nghệ cao ngăn cản zombie ở ngoài tường thành của quân biên phòng sau khi mối họa bên ngoài biến mất thành phố nở y trở thành một thành phố của dục vọng hoàn cảnh hỗn loạn sinh ra một nghề nghiệp đặc thù đó là lính đánh thuê thời kỳ đầu thành phố ni xuất hiện không ít lính đánh thuê huyền thoại chẳng hạn như bùa jacob bàn tay đảo mora nữ hoàng lính đánh thuê Logan nhận hacker Mephisto để phân chia rõ ràng thực lực của các lính đánh thuê thành phố nở. Y còn lập ra một danh sách gồm 200 cái tên. Chỉ cần là lính đánh thuê có tên trên danh sách thì đều thuộc lớp xuất sắc trong lĩnh vực đánh thuê. Mà cặp đôi sát thủ đứng top 156 là một cặp lính đánh thuê nữ. Trong đó, nghe đồn lúc nhỏ chị em bọn họ bị cha dượng ngược đãi, để lại bệnh về tâm lý. Sau khi lớn lên thì cha tấn rồi giết ngược lại cha dượng. Bị truy nã nên đã biến mất vài năm, sau khi xuất hiện trở lại đã trở thành một cặp chị em sát thủ xinh đẹp. chị chị em em liếm môi đầy thích thú mà khiêu gợi. chỉ là đôi chị em xinh đẹp này có một đam mê kỳ quái đó là thích tra tấn kẻ địch trước khi giết. hi hi trông cũng đẹp trai phết. lát nữa bọn chị sẽ để cưng quỳ xuống liếm chân bọn chị. nhìn qua lưỡi liềm mút dục khiến cho lưu phong không khỏi lộ bản chất thật. ô ô cải tạo thế này trắng ghê. à không đẹp ghê. hai người liên mắt đen lên đá vào lưu phong nhưng trực tiếp bị cậu chặn lại. hừ thú vị đấy có qua mà không có lại thì bất lịch sự quá cậu kích hoạt kỹ năng hacker xâm nhập cấp tốc công nghệ đen có thể nhanh chóng xâm chiếm khiến cả hai run rẩy đứng nguyên tư thế không thể di chuyển được khống chế nhanh gọn kỹ năng hacker đúng là khắc tinh của người cấy ghép bộ phận nhân tạo cấp cao nhưng đột nhiên cả hai người mắt xanh phát sáng kêu lên aa à, à, kỹ năng khống chế biến dị ký chủ xin hãy cẩn thận hà biến dị cẩn thận lẽ nào lại như lần trước bỗng nhiên cả hai lao vào cậu sau đó gầm gừ liếm mặt cậu liên tục. A a há, méo mèo meo. Các, các cô làm gì đây? Meo meo meo. Hệ thống, tình huống này là sao? Kỹ năng kiểm soát của bạn đã biến dị, sinh ra tác dụng phụ kỳ lạ. Dường như họ đã bị cắm vào nhân cách chó và mèo, đồng thời nhận bạn làm chủ. Cái gì? Nhận, nhận ta làm chủ. Cảm giác này kích thích đến nỗi cậu nhỏ của cậu lộ bản chất thật. Chị chị em em thấy vậy mà thích thú như vườn quả dưa chuột mà cúi xuống chơi. Này, từ từ các cô đừng manh động khoan đã. Thấy cả hai ăn lấy ăn để nhưng Lưu Phong vẫn một đời liêm khiết. Hi hi, hừ, mỗi thế mà cũng đòi ngũ nghịch chủ nhân của các cô. Tôi đã trải qua cả trăm trận đấu rồi, nhưng bỗng nhiên cậu sởn cả da gà mà run hết người. Ui da, từ từ, cảm giác này hơi sai sai. Nhìn xuống cậu mới nhận ra hệ thống, hai người phụ nữ này từng cải tạo bộ phận đặc biệt trong miệng. Một người là lưỡi rắn, một người là lực hút siêu mạnh. Không những vậy mà chị em nhà họ còn chơi hội đồng. Từ từ, từng người một thôi, Cô, các cô đừng có lên cùng lúc. Cả hai lao vào sử dụng đòn tấn công chí mạng của yêu Bao, gấp đôi chỉ mạng, khiến cho Lưu Phong hóp cả miệng. "Ồ, cảm giác này dữ dội quá, tấn công gấp đôi, mình sắp không trụ được nữa rồi." Đúng là một cuộc khổ chiến đáng sợ, vừa ướt dài lại còn hút mạnh. Còn ở nơi khác tầng năm, Jamie Whis và Ji đang trốn ở sau các thùng hàng để quan sát. "Chỗ này đông người, tốt nhất là chúng ta nên lặng lẽ tiến vào." "Ừ ừ, bên kia có một cái thùng rác." chúng ta có thể lặng lẽ giết hắn, xác thì nhét vào thùng rác. Nhưng vừa quay lại thì Di đã âm hồn bất tán. Á, à, cô đâu rồi? Cái gì? Một tiếng phập. Hóa ra là Di vừa xiên xong tên lính canh. Trong khi Jamie Whis vẫn không khỏi sốc thì Di liền dạy cho cậu triết lý nhân sinh. Lén lút lẻn vào. Chỉ cần giết hết toàn bộ thì cũng là lén lút còn gì. Chúng ta tiếp tục. Đột nhiên cả đám người lao vào với khẩu súng trên tay. Có kẻ xâm nhập, mau bắn chết chúng. Di liền chạy lên trước, yểm trợ tôi, Jamie. Được. Cậu thì bắn đám người đằng sau còn Di thì lao đến chém chết hai tên, trong thoáng chốc lại hai tên nữa. Bỗng nhiên có hai gã từ sau lưng phục kích gì. Chết. Nhưng cô nhẹ nhàng dùng cặp đùi 8 mét mà tôi muốn kẹp vào để đá bay luôn cả hai. Di đáp đất, Jamie Wiss cũng không khỏi nề phục. Đỉnh của chóp luôn lờ, không ngờ giờ cô lại mạnh như thế. Con chip bậc thầy cung phu của Lưu Phong đúng là bá cháy, sau này phải vắt của anh ta nhiều hơn mới được. Cô đưa máy lên tai để liên lạc đến Lưu Phong. L, gần đây chỗ nào còn kẻ địch? Nhưng trả lời cô lại tiếng rên rỉ. Ư a, Di liền lo lắng thốt lên. L, anh sao thế? Gặp phải kẻ địch. L, anh không sao chứ? Lưu Phong liền giải thích một cách hợp lý nhưng vô lý lạ thường. A a a, tôi, tôi không sao. Tôi đang đụng độ với cặp đôi sát thủ, tạm thời không thể chi viện cho hai người. Trong người bọn họ cùng cải tạo cơ quan nhân tạo chuyên môn, là hai sát thủ rất đáng sợ bọn họ cải tạo cơ thể theo hướng một người là lực hút mạnh một người là lốc xoáy quá khủng khiếp Di nghe xong cũng bị lùa gà mà càng lo lắng hơn cơ quan nhân tạo nào mà lại có lực hút và sức xoắn ác độc như thế chết tiệt đây chính là thực lực của cặp đôi sát thủ sao quả nhiên lính đánh thuê hạng top rất mạnh để tôi tới giúp anh nhưng lưu phong đang hưởng thụ nên không thể chấp nhận việc bị xen vào mặc dù anh ấy có thể chơi pho xăm không không cần cô tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ tôi sẽ Giải quyết hai con quái vật đáng sợ này rồi đến tìm cô Jamie Wyss liền đệm thêm lời thao túng tâm lý Di Chính vì như thế nên chúng ta mới càng cần cố gắng để giảm bớt gánh nặng cho lờ Nghe vậy, Di càng tự trách bản thân hơn Chết tiệt, đều tại tôi quá yếu Cả hai liên lao vào chiến đấu để đền đáp sự hy sinh cao cả của Lưu Phong Giết, mà không hề biết bên này Lưu Phong đã đẩy chị chị em em xuống giường Nhưng bỗng một chiếc ghế lao đến phía họ Di, cẩn thận Cô may thay né kịp bỗng một giọng nói đầy ngạo mạn vang lên. Ha ha ha, thằng nhãi nhép. Từ đâu tới dám đến nhà máy của công ty môi trường G GI sự? Đó chính là chủ xưởng công ty môi trường Roy. Phái một gã cao thủ tới à, ha ha. Soạt, đây là... À, Di vẫn chủ quan lao vào chém gã nhưng không những không chém được mà còn bị đấm cho một cái bay cả hình đại diện ngã bụp xuống đất. Jamie Wiss vội chạy đến nỡ. Di, cô không sao chứ sao bỗng dưng hắn lại xuất hiện tàn ảnh. Di loạn trọng đứng dậy, lau máu trên môi phân tích. Không sao, có vẻ như đây chính là Scostein. Scostein là một loại cấy ghép cơ quan nhân tạo rất mạnh, tác dụng của nó là tăng tốc độ thần kinh phản ứng và truyền mệnh lệnh của người sử dụng. Cách cải tạo là gắn lên xương sống của người sử dụng. Bình thường chúng ta dựa vào thần kinh cột sống để truyền đạt tín hiệu thần kinh, Scostein có thể vòng qua thần kinh cột sống, truyền thẳng tín hiệu từ não cho cơ thể. Ví dụ, dây thần kinh cột sống thì như cáp đồng trục, nhưng Scostein thì lại là cáp quang. Tốc độ thần kinh phản ứng của người sử dụng sẽ được nâng cao đến mức kinh khủng khiếp cho nên trong mắt người sử dụng, tất cả mọi thứ bên ngoài đều như bị tua chậm lại. Trong mắt chúng ta, những người sử dụng Skullstain sẽ liên tục dịch chuyển tức thời và dịch chuyển chớp nhoáng. Jamie, Whis và Ji nhìn Roy như vừa chơi đồ mà cứ mờ mờ ảo ảo. Cậu lầm bẩm khó chịu lùi lại. Địch, mạnh như thế thì đánh thế quái nào được. Chúng ta rút lui. Ji cũng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Skullstain có tác dụng phụ nghiêm trọng, hai ba ngày mới có thể sử dụng vài phút, nếu không cuộc sống sẽ không chịu nổi. Chúng ta kéo dài thời gian, Roy nghe xong mà không khỏi có chút khinh thường. Kéo dài. Ke ke ke. Bọn mày không kéo dài nổi đâu. Gã ta chỉ cần dậm đà một phát là đã xuất hiện từ sau lưng bọn họ từ lúc nào. Chết đi. Roy một phát đấm vào bụng Jamie Whis hộc cả máu. Jamie. Ji cũng non người trẻ dại lao lên chém gã nhưng trực tiếp bị đá bay xa đâm sầm vào tường. Ha ha ha. Cho dù chỉ có vài phút cũng đủ để xử lý bọn mày. Ji văng xa 8 mét, loạn trọng lùi ra sau, chết tiệt làm sao đây? Đây là có rồi chết đi di đập vỡ bình cứu hỏa khiến khói mù bay ra làm loạn trí roi khốn kiếp dùng khói mù để che giấu hành tung sao không tệ rất thông minh nhưng mà chỉ cần trong nháy mất mày lộ ra khỏi làn khói thấy bóng đen roi không trần chữ lao vào tao vẫn có thể làm thịt mày nhưng đen thay đó lại là jamie wis cậu đã trực tiếp dễ dàng chặn đòn cô đánh nhầm người rồi thằng ngu là mày con ả à kia đâu bỗng gã cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh sau lưng Tao ở đây này thằng ngu, duy đã đâm xuyên qua người roi tận mấy lỗ như thịt xiên. Con ả cáo già, để đồng đội thu hút sự chú ý của tao, mình thì vòng ra sau đánh lén, phối hợp khá đấy. Nếu đã không thể sống sót thì đành tự nổ để chết chung cả lũ vậy. Ha ha ha, tất cả mọi người đều hoảng loạn khựng lại khi cơ thể gã bắt đầu phát sáng. Cái gì? Lãnh đạo cấp cao công ty môi trường bọn ta đều lắp một quả bom cỡ nhỏ trong tim, chết đi. Tiêu rồi. Nhưng đột nhiên cơ thể gã run lên như bị co giật cơ thể cũng kích ra điện. A a a, đây là làm sao vậy? Giật điện ngăn cản tự nổ. Vừa hay lúc này Lưu Phong cũng vừa giải quyết xong hai em gái, đuổi kịp rồi. Ha ha ha. Tôi đã đánh bại cặp sát thủ và dùng kỹ năng hacker để đóng trình tự phát nổ lại lần nữa. Lát nữa tôi sẽ lên tầng tìm hai người. Vù, giải quyết xong rồi. Bên này Jamie, Whis và Ji cũng nhận ra Salaman đang bất tỉnh trong bồn tắm. Ji, chủ thuê của chúng ta ở đây. Làm sao đây, Ji? Mẹ nó, Cô ấy bị đông lạnh lại rồi, may mà các cơ quan vẫn chưa bị lấy đi. Ji liền bế Salaman lên, đưa cô ấy ra ngoài đã, giải đệm nhanh lên. Được. Sau khi vừa đặt xuống xong, cũng là lúc Lưu Phong đến với hai con bét mới. Phù, cuối cùng cũng đến kịp, mong là tôi không đến quá muộn. Jamie Whis và Ji đều ngơ ngác, ngỡ ngàng và bậy ngửa. Hai người này là cặp đôi sát thủ đấy hả? Lưu Phong rất tự tin khoe cá tính. Đúng, chính xác, nhưng bọn họ bị tôi hàng phục rồi. Di nhìn mà ghen nghiến răng nghiến lợi, hai con chó mèo chết tiệt. Nhưng Jamie Whis vẫn còn tỉnh táo mà nhắc nhở, "Đừng đùa nữa, mau cứu người đi." Lưu Phong tiến đến dùng cánh tay bạch tuộc kiểm tra cơ thể. Vận may của cô ta không tệ, không ngờ vẫn chưa bị lấy mất bộ phận cơ thể. Công ty môi trường có tiếng là chưa bao giờ để nguồn cung qua đêm, thế mà lần này lại chưa làm gì, đúng là kỳ quái. Di cũng tiến lên quan sát đánh giá tình hình. Có thể là do dạo này có khá nhiều hàng, chưa đến lượt cô ta có thể là vì có việc khác làm chậm trễ. Lưu Phong chỉ dẫn cho Di tiêm cho cô ta một mũi đã. Thông tin về cô cũng được hiển thị. Tổ khỏe mạnh, hội viên Bạch Kim Salaman. Những bỗng thông tin hiện lên. Salaman, đang nhiễm virus. Khi Lưu Phong xóa virus trong cô, cậu cũng mở to mắt ngạc nhiên. Khoan đã, không ngờ cô ta là hội viên Bạch Kim của tổ khỏe mạnh nhưng lại nhiễm virus không thể thông báo. Hệ thống, loại bỏ virus trong người cô ta. Nhìn các tập tin bên trong, cậu càng bật cười phấn khích hơn vẻ gian manh hiện rõ trên mặt. Đây là, đã loại bỏ virus phát hiện tập tin trong đầu cô ta. Ô hô, bất ngờ thật, không ngờ cô ta lại là người của tập đoàn Hoàng Long, thú vị, hệ thống, sao chép một phần đi, giúp ta tìm tập tin có ích cho ta. Tập đoàn Hoàng Long bí mật tuyệt mật. Sau khi hoàn thành, cậu quay sang Jamie Wiss và Di nói. Virus trong người cô ta đã được loại bỏ, phiền hai người đưa cô ta đến ban công, tiểu đội khỏe mạnh lát nữa sẽ đến. Được, bỗng nhiên tên Roy vừa nãy bất tỉnh đằng sau có thông báo phát hiện phần mềm cấp xanh lam, Skullstain, có thể thu thập. Lưu Phong vừa quay lại nhìn thì đột nhiên có một âm thanh vang lên của trực thăng. Ồ, rơi trang bị à. Đó chính là quân nhân ở bên thành phố New York đã bay đến để đón lấy Salama. Lùi lại 10 mét, giơ tay lên. Dấu hiệu sinh tồn của VIP đã ổn định, lập tức rút lùi. Khi trực thăng vừa bay đi, Jamie wish cũng thở phào nhẹ nhõm. Phù, cuối cùng cũng xong đi thôi hai người. Nhưng Di thì lại dên gì khó chịu. Công ty cho má chết tiết, Hội viên khỏe mạnh thì đến rõ nhanh. Đệt, chưa tới 10 phút đã có bác sĩ tới rồi. Nửa tiếng sau trên đường về nhà, Di tiếp tục lái xe và nói chuyện với Lưu Phong. "Nhiệm vụ hoàn thành rồi, Wadako, đừng quên chuyện cô đã hứa với tôi." "Yên tâm đi anh đẹp trai, Wadako tôi trọng chữ tín, mấy ngày nữa có rảnh thì tới tìm tôi." Bỗng nhiên hệ thống có thông báo đã sắp xếp cẩn thận tập tin trong đầu Salaman, phát hiện thứ có giá trị. "Cậu cũng nhanh chóng yêu cầu mở ra giúp ta." bên trong đó chính là phần mềm dung hợp linh hồn và vũ khí tôi phát hiện trong đầu cô ta một dự án đang được công ty hoàng long phát triển là một dự án chế tạo ra phần mềm có thể lưu trữ linh hồn nghe nói rằng một mẫu thử nghiệm đã được chế tạo ra lưu phong khá hốc mồm ngạc nhiên cái gì nhưng cậu nhanh chóng định thần lại và suy ngẫm kỹ càng hệ thống thứ này có thể chữa được bệnh linh hồn kép của em gái ta không giờ thứ này đang ở đâu hệ thống cũng nhanh chóng đưa ra câu trả lời dự tính là có thể Hiện con trai của Arataki Ichiro đang phụ trách con chip này, vị trí cụ thể chưa biết, đề nghị tìm hiểu qua người trung gian. Nhiệm vụ, tìm hiểu thông tin về con chip qua người trung gian. Phần thưởng 2.000 tích phân, Lưu Phong trầm ngâm suy nghĩ. Xem ra việc tới gặp Wadako càng quan trọng hơn rồi. Đang suy nghĩ thì bỗng một âm thanh vang lên. Dừng xe. Di nhanh chóng nhận ra đó là cảnh sát giao thông mà ngừng lại. Rõ sơ. Không ổn, phố Nhật Phong tỏa rồi. Cô đến phía cửa sổ nói chuyện với Lưu Phong. Chào anh, đây là đường cấm, không thể đi qua. Sơ, chào buổi tối. Jamie Wish cũng bắt trước giọng điệu tiếng Anh mà bật dậy nói. À ừm sơ, trong nhà còn con nhỏ đang chờ tôi, tôi nghĩ cô cũng là một người có trái tim nhân hậu. Những cô trực tiếp vạch trần không để cậu có một chút mặt mũi nào. Thưa anh, tôi thấy anh không giống người có con cho lắm. Cả hai không khỏi quê, lưu phong quê dùng mà nhanh chóng đổi chủ đề. Ừm, sơ, cô nghe tôi nói này. Chuyện gì? cậu mở to đôi mắt phát sáng kích hoạt kỹ năng hacker cấp tốc xâm nhập kiểm soát cô cảnh sát nhanh chóng khựng lại cái gì và kỹ năng kiểm soát biến dị được kích hoạt liền làm ảnh hưởng đến thần trí của nàng ta hở cô có vẻ có chút gợi tình với lưu phong nàng cảnh sát kéo lưu phong xuống dưới nói chuyện đi lên xe điền bảng thông tin với tôi chỉ mất mấy phút rồi tôi sẽ thả các người đi duy và jamie wish quan sát mà chảy cả mồ hôi lo lắng ây chắc sẽ không sao đâu ha chúng ta quá vô dụng chuyện nhỏ này cũng phải làm phiền lờ. Lờ sẽ không sao chứ. Trong xe lúc này cậu đã bị nữ cảnh sát đè xuống để tra khảo. Khoan đã a à, sơ. Điền đầy tờ thông tin là tôi thì tôi sẽ thả anh về. Anh, đẹp trai. Đợi một lúc không thấy Lưu Phong bước ra, Di lo lắng khỏi viên cảnh sát bên cạnh. Sơ, sao người bạn của tôi qua đó điền bảng thông tin lâu thế? Viên cảnh sát đó lúc đầu ngơ ra một lúc rồi nhanh chóng nhận ra. Hả, bảng thông tin. Cô ấy là sơ nghiêm khắc nhất trong cục chúng tôi, biệt danh mà nữ thép bạn của các cô bị gặp rắc rối rồi, nhưng lại không hề biết rằng cả hai vẫn đang thắm thiết mặn nồng. Khi cái xe bắt đầu rung lắc dữ dội nhìn đi. Bắt đầu rồi, Di cay nhiệt chỉ có thể nghiến răng quan sát. Cái gì? Không biết rằng bên trong xe cậu đang hưởng thụ. Di càng ngay càng tự trách. Xin lỗi lờ, Jamie Wish cũng vỗ vai tưởng niệm xót xa. Ấy, lại phải hy sinh anh em tốt. Lưu Phong liên tục úp mặt vào bộ giấy nhưng không phẳng để điền thông tin sau khi thoát khỏi thiên đường à nhầm địa ngục thì lưu phong cuối cùng cũng được thả ra di nhìn thấy cậu liền vẫy tay gọi đầy lo lắng l anh không sao chứ bên này lên xe mau nữ cảnh sát hoàn thành xong công việc mà cũng vừa hay bước ra phù thả bọn họ đi đã điền bảng xong rồi rõ cô vẫn không quên tiến đến phía xe để trêu gẹo lưu phong anh đẹp trai tôi kết bạn với anh rồi dành thì giao lưu tiếp nhé mặt cậu tái mét nhưng vẫn ậm ừ cho qua à ờ ừ, được chúng ta đi thôi đến tối hôm đó tại trung cư thành phố n y lưu phong lại tiếp tục bắt tay vào cải tạo vậy bắt đầu đi cải tạo hoàn tất đã cấy xong scolsten cho di jamie wis cũng tiến đến mà quan sát cậu chuyển scolsten của gã cấp cao công ty môi trường kia cấy ghép lên người di rồi lưu phong nhìn xuống lưng di được gắn các vết hẳn lên trên ừ đúng thế scolsten cải tạo thành công chỉ còn thiếu con chip này ngay sau khi cậu vừa cấy vào thì đột nhiên mắt của di đỏ rực lên trong thoáng chốc cô đã xuất hiện sau lưng họ. Ha ha, tôi mạnh lên rồi, hai người trở nên chậm chạp hơn trong mắt tôi. Lơ là vài giây thì trên mặt Jamie Wiss các chi chít các hình vẽ. Chơi Jamie phát. Tiếp theo cô lại tiến đến phía Lưu Phong. Hi hi, mình nên trêu lở thế nào đây? Với Jamie Wiss thì vẽ bôi nhọ còn với Lưu Phong thì cô chỉ chọc vào má phát. Hở, cô giật mình khi nhận ra mắt anh ta di chuyển. Vãi, anh ta có thể bắt kịp chuyển động của mình trong trạng thái này bỗng nhiên cánh tay bạch tuộc của lưu phong di chuyển giữ chân cô lại kéo ngã xuống đất ui ra l anh biến thái quá đấy thế này mà cũng bắt được tôi nhưng lưu phong lại nở một nụ cười tỏa nắng đưa tay đến phía cô chúc mừng cô chúc mừng cô lại mạnh hơn nữa di lên cấp a cô lại rung rinh mà lao vào ôm trầm lấy lưu phong nhưng cậu chỉ nhìn mỗi một thứ cảm ơn anh nhiều lắm l lưu phong loạng choạng giữ thăng bằng quay lên khoan đã di tình huống của cô có gì đó hơi sai sai sao cô có thể sử dụng sco lâu như thế mà không có tác dụng phụ a à, di tự quan sát cơ thể mà cũng nghi ngờ ừ nhỉ tôi chơi cũng phải nửa tiếng rồi lưu phong liền yêu cầu hệ thống quét cơ thể di tình huống hiện giờ của cô ta là sao sau khi đang quét thì hệ thống liền đưa ra câu trả lời đã quét xong phát hiện cơ thể di có thiên phú thích nghi rất cao với cải tạo cơ thể nhân tạo dù cải tạo thế nào cũng đều không tạo thành quá nhiều áp lực cho cô ta có thể dễ dàng sử dụng bất cứ phần mềm nào cho dù là cơ thể nhân tạo ở trạng thái sai bóc ở trạng thái sai bóc điên cũng không đáng sợ bằng Di. Lưu Phong lại mở to mắt khó tin. Có thể hiểu là như thế, nhưng Di thiên về cải tạo độ nhạy bén. Cái gì? Còn có cả thiên phú này. Thế chẳng phải cũng giống dị năng à? Một tiếng sau tại trung cư thành phố N. Y. Lưu Phong sau cả ngày làm việc mệt mỏi thì cuối cùng cũng được về phòng. Phu cuối cùng cũng xong việc, lên giường ngủ thôi. Nhưng đối diện với cậu lại là hai chị em nhà cào cào. Chủ nhân, anh vất vả rồi, Lưu Phong lại hóp mặt lại kinh hãi. Sao, sao hai cô lại ở đây? Tôi đã bảo hai người rời đi rồi cơ mà. Nhưng chị chị em em nào dễ dàng buông tha hai người lại há mồm ra. Hi hi, sao chúng tôi có thể rời khỏi chủ nhân được? Chúng tôi ngửi thấy mùi của chủ nhân nên mới theo tới đây. Sau khi chịu khai đả kích cùng một lúc thì Lưu Phong lại rơi vào cơn phê pha. A à, a, à, lại nữa, giờ cậu như giám đốc công ty phải đối diện với hai ninja. Các, các kha cô là ai? hai người vẫy tay dẫm lên người cậu đè xuống giám đốc kim bích hành vi tội ác của anh sẽ kết thúc trong hôm nay nhóm ninja mèo hai người bọn tôi sẽ bắt anh vào ngục đầu hàng đi ngài kim bích anh không đánh lại được chúng tôi lưu phong lì lợm lấy ra điều khiển thôi miên từ xa về phía hai người họ chết tiệt đừng cho rằng các người thắng rồi đúng như dự đoán cả hai khựng lại mà như bét ngoan ngoãn nghe lời lưu phong kê kê ha 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 đúng là thế ngài kim bích đẹp trai quá Cả hai làm tư thế có chút kỳ lạ như là bưởi áp bưởi, con cua biển cả hai là hình làm gì đó đã bị che mà nếu gỡ ra thì kênh YouTube của tôi sẽ bị bay. Sau đó cả hai còn nằm xuống ngoan ngoãn. Hi hi, nhóm hai người ninja mèo gì chứ, cuối cùng chẳng phải vẫn thành mèo nhà của ta sao. Họ vui đùa cho đến rạng sáng thì Lưu Phong cuối cùng cũng chịu rời đi mà đến công ty Tào Khang. Tôi tìm giám đốc của các anh, Thủ lĩnh, mời vào. Cậu vào trong mà không hề biết rằng từ xa có một người dùng ống nhòm quan sát cậu. Hắn vào trong rồi. Sau đó thì Lưu Phong đi đến văn phòng giám đốc. Kelly đã ngồi ở đấy đợi sẵn. Anh đến rồi. Lưu Phong, cậu mỉm cười tiến đến phía cô. Kelly, vất vả cho em rồi. Nhưng Kelly lại quay đi mà đưa cho cậu một con chip. Đây là một bản vẽ vũ khí dùng tiền công ty kiếm được dạo gần đây thu mua, anh xem thử đi. Gương mặt Lưu Phong cuối cùng cũng chuyển sang phải nghiêm túc. Ồ, bản vẽ ngoài kế hoạch hệ thống Bên trong đó chính là thông tin về bom nóng chảy phẩm chất xanh lục có thể tạo ra lượng lớn bom sát thương kèm cháy. Lưu Phong cũng có vẻ gật đầu hài lòng. Bom cháy. Tốt lắm, thế này thì có càng nhiều cách để đối phó với dị quỷ. Con chip này từ đâu ra? Cô đứng lên lại gần cậu. Em lấy được trong một lần đấu giá, vì nó mà còn đắc tội với công nghệ liên minh quân sự. Cậu ngồi khép nép lại vẫn còn ngơ ngác trước sự đụng chạm của Kelly. Hả? Thế em phải cẩn thận sự an toàn của bản thân nhưng đổi lại cô lại nhìn cậu với ánh mắt của chú khiêu gợi. Không sao, em đã cử Tô Vân đi đón khách rồi. Còn ở phía đối diện chung cư lúc này thì tên đàn ông vừa trốn thoát khỏi cỏ năn vừa nãy vẫn đang quan sát họ. Tìm được các người rồi, mà không để ý rằng từ sau nữ võ thần đã lao đến đấm gã một phát. Ai? Gương mặt của gã từ từ xuất hiện đó chính là David cấp A top 51 trên bảng lính đánh thuê. Anh là ai?